Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5, ngày 1 tháng 6 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3, 9. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1065, 0600, 6539. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1223. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 32865, 56336, 65477, 03160, 63925, 21438, 21490. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 51340, 66743. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47571. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 12189. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 8, 9, 6, 1, 2, 0. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 8, 9, 6, 1, 2, 0.